Cả khối ASEAN choáng ngợp trước lực lượng cảnh sát biển quá hùng hậu của Việt Nam. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Nói đến biển đảo thì không thể không nhắc đến Trung Quốc các bạn nhỉ. Cái quá trình mà Trung Quốc bắt nạt Việt Nam từ năm 2010 đến 2014 chỉ vì Việt Nam đưa ra quyết sách về quân sự là 3-0 và cái 3-0 đó vừa có lợi lại vừa có hại. Đầu tiên, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã từng cho Nga đặt căn cứ quân sự ở Cam Ranh. Và cái đau đầu của Trung Quốc là Nga họ đã để lại những quả bom nguyên tử ở đó. Các chiến hạm và đặc biệt là tàu ngầm của Nga. Vậy theo các bạn, thử đoán xem anh bạn hàng xóm phương Bắc này của chúng ta đã có suy nghĩ gì? Hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha! Thứ hai, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa các nước trong khu vực. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực. Điều này góp phần thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa các nước trong khu vực, góp phần xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thứ ba, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ 12 diễn ra tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam từ ngày 14 đến 17 tháng 11 năm 2023. Các đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã có dịp chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trước hết, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với quy mô và trang bị hiện đại. Hiện nay, cảnh sát biển Việt Nam có tổng quân số gần 40.000 người với hơn 100 tàu các loại, trong đó có nhiều tàu chiến hiện đại như tàu tuần tra cao tốc, tàu cảnh sát biển, tàu hộ vệ, tàu ngầm. Để so sánh với các nước trong khu vực, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có quy mô và trang bị hiện đại không hề thua kém. Ví dụ, lực lượng cảnh sát biển Philippines có tổng quân số khoảng 20.000 người với hơn 70 tàu các loại, trong đó có nhiều tàu tuần tra cao tốc và tàu hộ vệ. Lực lượng cảnh sát biển Malaysia có tổng quân số khoảng 15.000 người với hơn 60 tàu các loại, trong đó có nhiều tàu tuần tra cao tốc và tàu hộ vệ. Về trang bị, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, trong đó có các loại tàu chiến hiện đại như tàu tuần tra cao tốc lớp 4.000 tấn. Đây là loại tàu chiến hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, được trang bị hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bao gồm pháo hạm, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, ngư lôi. Tàu cảnh sát biển lớp 2.000 tấn. Đây là loại tàu chiến đa năng được trang bị hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bao gồm pháo hạm, tên lửa chống hạm, ngư lôi. Tàu hộ vệ lớp 1.500 tấn. Đây là loại tàu chiến hộ vệ được trang bị hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bao gồm pháo hạm, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm. Tàu ngầm lớp Kilo. Đây là loại tàu ngầm hiện đại của Nga được trang bị hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bao gồm ngư lôi, tên lửa chống hạm. Với quy mô và trang bị hiện đại như vậy, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn có ảnh hưởng tích cực đến khu vực. Những màn trình diễn ấn tượng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu quốc tế. Nhiều đại biểu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự lớn mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Ông Masahiro Morimoto, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá: lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, an toàn, ổn định và phát triển trên biển. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Esin trích dẫn một số bình luận của cộng đồng mạng Việt Nam như sau. 2014, Trung Quốc thử sóng Việt Nam bằng giàn khoan HD981 và cái kết lấy cớ bão phải rút về. Vẫn nhớ mãi năm 2014 và các chiến sĩ. Có chăng thì lực lượng của Indonesia theo được ta. Trên lý thuyết, lực lượng khí tài ta trên Indo một bậc. Lúc ông nghe thấy mùa Su-30 thì phi công đã phải huấn luyện hàng năm đến 7 năm rồi. Giữ được biển thì chúng ta không bao giờ sợ chết đói. Chúng ta phải bảo vệ biển đảo của chúng ta bằng mọi giá. Ai mạnh, ai yếu tôi chưa biết, nhưng cứ nói về quân sự là thấy tự hào. Việc cả khối ASEAN choáng ngợp trước lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của quốc gia mà còn là niềm vinh dự của cả khu vực. Chúng ta cùng nhau hướng về tương lai với hy vọng rằng sự hợp tác về an ninh sẽ tiếp tục được củng cố, đem lại hòa bình và ổn định cho Biển Đông và trên toàn thế giới.
Hãy tiếp tục theo dõi để cùng chia sẻ và thảo luận về những sự kiện quan trọng trong khu vực. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những video sắp tới.